chấp 437 vừa chơi đã có tài khoản vương giả. Thành phố Thiên Sứ, lĩnh vực thứ hai. Đám người xâm lược đó vẫn chưa có tin tức nào sao? Không có, đội tuần tra được cử đi cũng báo cáo không có điều gì bất thường. Xem ra chẳng qua chỉ là một lũ thiên sứ sa ngã thích phô trương thanh thế thôi. Nhất định là nhìn thấy đại nhân oai hùng cho nên bọn chúng chạy mất rồi. Đúng vậy, đặc biệt là tên nhóc của hôm qua, ta từ sớm đã ghét hắn rồi. Nếu hắn thực sự dám đến thì đi giết hắn liền. Oái! Kẻ địch tấn công, mọi người chuẩn bị chiến đấu. Tên nhóc mà mày ngày nhớ đêm mong đã tìm đến tận cửa rồi, tên nào dám giết tao hả? Tất cả lên hết cho ta, không được để hắn sống sót, giết, đến đây, đánh tới bến luôn nào. Cô lo bên trái, tôi lo bên phải, không chừa lại bã luôn. Sao hả, mày không ra tay sao? Không cần thiết. Rất rõ ràng, ngươi mới là người chủ chốt của đội ngũ này, chỉ cần đánh bại ngươi thì không cần gì phải sợ những kẻ khác, đánh tay đôi đi, nhãi danh. Cảm ơn mày đã coi trọng tao như vậy, nhưng đối thủ của mày không phải là tao, mà là cô ấy. Xí thiên sứ sáu cánh, sao có thể, ta chưa từng nghe nói còn có xí thiên sứ khác ngoài Azazel cả. Dừng lại đi, năng thiên sứ giả tạo, chúng ta không cần thiết phải chiến đấu. Kia, ánh sáng thuần khiết biết bao, linh hồn giống như được gột rửa vậy. Không ngờ có thể khiến mình mất đi ý chí chiến đấu chỉ trong một nốt nhạc, còn khó đối phó hơn những gì mình tưởng tượng nữa. Dao động ám ảnh. Đại nhân, đừng giết bọn ta. Hừ, tên điên này. Kiki tuyệt vời quá, né hết chiêu thức của hắn luôn. Bất luận năng thiên sứ mạnh đến đâu thì cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của thần thánh xí thiên sứ. Vậy sao? Thế thì hãy chứng kiến ma pháp cao thượng của ta đi. Băng phong. Liệt diệm. Sấm sét, à, biến mất đi, tam trọng tai biến. Không ngờ lại có uy lực mạnh đến thế. Kỳ kỳ đâu, cô ấy không sao chứ? Không có ai có thể sống sót sau khi đỡ lấy ma pháp tối thượng của ta cả, cho dù ngươi là xí thiên sứ thì cũng. Không hề bị thương, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Thần ơi, xin hãy tha thứ cho những người khốn khổ. Ngâm quang gột rửa. Ngâm quang gột rửa. Kỹ năng chuyên dụng của Kỳ Kỳ trong hình dạng thần thánh xí thiên sứ, xua đuổi tất cả trạng thái tiêu cực, đồng thời khiến cho tất cả kẻ địch rơi vào trạng thái thương hại, thời gian duy trì 2 phút. Thương hại, nghĩ lại những tội mà mình đã từng phạm phải, đánh mất sát ý, sức mạnh tấn công và sức mạnh phòng ngự sẽ giảm mạnh. Thánh quang bao phủ. Đây chính là cảm giác ấm áp sao? Cảm giác đã không còn muốn chiến đấu nữa. Xin hãy tha thứ cho những lỗi lầm của bọn ta, tha thứ cho bọn ta. Năng lực mạnh quá, không ngờ lại có thể kiểm soát hiện trường trong một nốt nhạc. Hơn nữa, sức mạnh này có vẻ xuất phát từ vầng quang của Kỳ Kỳ, xem ra còn có rất nhiều không gian phát triển, tiềm năng vô hạn mà. Muốn kiểm soát ta, nằm mơ đi, đâm xuyên, miệng nó, đúng là tàn nhẫn với bản thân mà. Nếu ma pháp không có tác dụng, vậy thì ta sẽ quay về hình dạng hoang dã, sau đó cắn xé các ngươi ra thành trăm mảnh, biến hình. Chấp mê bất ngộ, vậy thì tiếp nhận hình phạt đi. Hừm, ta không thể nhúc nhích được. Hơn nữa tại sao? Tại sao tận đáy lòng của ta lại cảm nhận được sự sợ hãi tột độ vậy? Nên kết thúc rồi. Đâm vào. Biến mất. Sức mạnh đáng sợ như vậy, con bé này rốt cuộc có thân thế ra làm sao thế hả? Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ, đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.